Trời ơi, cái cạn đó kìa. Anh ơi. Quá đã luôn. Đó, bây giờ là mình sẽ đi xem bắt ba khía nha các bạn. Đó, cái cảnh này là mình cũng mới biết lần đầu tiên nữa các bạn. Quay ban đêm. Nhìn sao thấy anh Tư? Nhìn sao thấy được ba khía anh Tư? Nó trong bờ hả? Tới vú luôn hả? À, mình giờ là hiện tại là chưa thấy con ba khía nào các bạn. Nhưng mà từ từ, cái gì cũng từ từ. Ủa sao ba khía mà sao mình phải đi đêm ta? À vậy là ban ngày bắt khó hơn anh Tư hả? Đâu? À, hụt chán luôn. Oh yeah. À, kẹp. Cố lên, cố lên. Kẹp hả? Rước máy kìa, bây giờ rước máy kìa. Kẹp lên. Máy chiếc. Á trà, dạ. Ba chiếc. Kẹp cái gì à, đi kẹp. Kẹp ơi, kẹp ơi. Anh có đeo tay không vậy? Dạ. Đó. Vậy em đi nữa hả? Có đâu. Em đi nữa gì? Có em đi làm mà. Được máy rồi. Anh được chứ anh. Quay vô quay cho nó bắt mà khía coi. Ừ, cũng vất vả. Rồi kẹt tay đóng luôn rồi, biên ba khía kẹp rồi các bạn. Ba khía bự lắm luôn. Có khi nào kéo ra còn cái mình không anh Tư? Ai biết đâu, mày kéo tao kéo tao biết. Sao anh giỡn cái mũ không? Kéo ra còn cái núi không mày mấy hai, giống thợ. Rồi rửa sạch đi, rửa sạch con ba khía cũng rồi. Cố lên ơi. Ồ. Ra coi anh ơi. Đây các bạn, cho các bạn coi con ba khía nha. Gì trời ơi trời, bắt hay quá trời, bắt hay còn cái càng không à. Con càng không ai đó. Gãy ngoe hết rồi. À. Nãy giờ được con một đó hả? Một con quá rồi. À, giờ sẽ đi tiếp các bạn. Ba khía nè, hồi về mình luộc. Dạ. Tinh hồ. Không dấn hả chị? À gian được. Bắt ớt luôn nữa hả? Cái này thì mình không có lội xuống các bạn, nên là mình không đi, không có quay cận cảnh được nha các bạn. Nên nó là mình chỉ có quay sơ sơ cho các bạn xem được biết cái cảnh mà bắt ba khía nha. Ba khía thì theo anh Tư nói là ba khía mình sẽ bắt ban đêm nha các bạn, không có bắt được ban ngày. Ban đêm tại vì là nó dạng nó ra ngoài cái hang á các bạn, còn ban ngày thì nó nhát lắm. Nãy có bao tay nó kẹp nó chịu nổi đó chứ không thôi là tiêu rồi. Mang bao tay chụp mới được đó các bạn. Nãy nó kẹp một cái hai ngón luôn. Kẹp tét bao tay luôn cả. Kẹp tét bao tay luôn hả? Ừ. Ba khía bự mà, càng bự lắm. Nãy đụng nước là đụng có vô cái đèn. Được không anh? Bỏ đi. Không. Ba khía tối nó dạng dữ ha. Trời ơi bự. Nãy không đưa lên chà bá luôn. Bự như con cua à. Đâu biết mở đâu, mở ngoài nó không được. Khỏi mở em ơi. Lần đầu tiên mình cũng biết được cái cách bắt ba khía như vậy các bạn.
mình nghĩ nó như cua rồi bình thường mình bắt lúc nào cũng được chứ không phải cần phải bắt, đi bắt ban đêm đâu các bạn. À vậy là nằm trong bụp không à, vậy là khó thấy dữ rồi trời. Anh đưa lên con, anh bự đưa lên con. Ôi, đâu? Ôi, chà bà anh luôn. Chạy lúc miếng luôn. Trời ơi, con mà khía các bạn. Thấy chưa, thấy chưa. Chán rồi là mình lột mấy tiêu chanh liền nha. Rửa đi anh, rửa đi, rửa đi. Trời ơi, mấy tiêu chanh kêu mày à. Ê, con ếch hả? Ừ. Các bạn thấy bà khía bự ghê không? Bà khía này mình có thể là mình làm mắm đục được đó các bạn. Đó, thấy. Ở nhà bắt cũng dễ dàng ghê nè chứ. Con này con nhỏ thôi. Nhỏ xíu à, nhỏ xíu à. Đây. À. Đó. Con này mình bắt con nhỏ thôi, bị khái mà. Ok. Đi lên đi. Giờ phải lội gì nữa các bạn. Bắt đầy thùng mới về được anh Tư ha. Bởi vì cái xứ xứ mà bà khía lên cây nè. Bà khía nằm cây luôn hả? Con. Cái xứ đất mũi này các bạn là mấy cái con thiên nhiên này nè, rất là nhiều. Đó các bạn thấy không? Hôm nay mình đi bắt con hào nè. Đi bắt con ốc, ốc gì đó mình sao mình quên hoài, nói ốc ông chúc các bạn, nó giống như ốc móng tay vậy đó. Đó. Rồi hôm nay thì bây giờ thì mình đi bắt con bà khía. Đi từ từ nghe, kiếm cá nâu chụp luôn nha. Có cá luôn hả? Cá nâu nữa hả? Có cua chụp luôn. Dữ dằn. À bạn này trong vuông mà. Thấy con ốc, con ốc nhiều chiều nè. Rồi còn cái ngoe không? À lộn rồi. Ủa con không phải dê, con này con ốc bự hồ. Ủa bự giả mang vậy? Nè nè. Ở đây mình dính được cá lòi về nữa không? Cá lần tới con keo luôn á. Cá thòi lòi hả? Giống giống bữa hổm à. Ừ, nó dính được con cá lòi tới con keo luôn. Ú ngu. Đi sôi ba khía đêm. Nhìn cho mấy cái hang á, nó ra miệng hang nó ngồi. Mấy rễ này chụp căng rồi thấy anh Thư. Chết tay chụp dính gì đó. Chụp con kẹt không à. Để các bạn nhìn thấy con bà khía nè. Đu cây nè. Đu cây hả? À bà khía con. Đó các bạn, con có khi con nè, đu cây á. Cái trời không gì. Tôm 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 mà gì? Con là trời, con cua nhất là bắt tôm thỏ luôn. Ôi ôi ôi. Chết bà con cua rồi. Má ơi nó bự. Thôi về đi. Trời ơi, con cua này. Dám mắt nó. Thôi trời ơi, sao nó. Con cua. Con tắt pin tới rồi đừng có cua ăn. Không được. Trời ơi, trời ơi. Đây có một con cua biển. Bắt đi rồi mua ăn gì đâu. Trời ơi ông nội ơi. Quá đơn giản. Trời ơi ông nội ơi. Quá đơn giản với anh Tư rồi. Nó dứt một phát một lần. Trời ơi. Quá trời nó chơi rồi. Không có, mình nói là mấy con này là nó. Trời ơi, ơi cái cạn đó kìa. Anh ơi. Trời ơi. Cua kìa. Trời quá đã luôn. Trời ơi, nói gì đâu. Trời ơi, con này nhỏ à. Quá con cả ký luôn chứ đi dày nữa mà. Trời. Có bây giờ dở sập lên đi để nó kẹp cái giò cái đã lắm nha. Dở sập lên, dở sập lên. Đâu là trời. Trời ơi. Hỏi mình đi cái vùng kia có đom đóm đèn nguyên cây đẹp. Đom đóm á hả? Sáng nguyên cây luôn. Tối thì cũng hơi khó thấy ha các bạn. Các bạn thông cảm xem giùm đi các bạn. Mà tôi dễ gì được như đi như vậy. Đăng ký cho tôi. Đăng ký cho tôi. Đăng ký cho tôi. Nó không dính nó sợ mày luôn. À. Tay vô móc nó nha. Dính chắc rồi. Trời ơi, bác không dính nó sợ mày luôn. Nhàn con bà khía nữa nè.
Nhàn ơi, mốt tổ tổ chức tour cho anh em đi chơi đi Nhàn ơi. Ba khía nè các bạn. Trời ơi, nhìn thấy thương ghê ha. Đó, các bạn thấy nhìn thấy hấp dẫn không? Được em ơi, sáng rồi. Đâu cần phải quay theo cái đèn của anh Tư nè. Mắt nó nhìn đâu. Anh tái lên. Ừ, giỏi quá. Thử cái mày con đó đó. Quá đã các bạn ơi, còn mà thiếu con này à. Ủa con biển thôi. Ừ. Thôi ơi. Chắc lội luôn bây giờ này. Các bạn nhìn thấy con ba khía chưa? Chim chanh kêu mày. Mũi đi chanh kêu mày. Dạ xuống xuống. Anh giống còn con đó nha. Đó con còn cành tư đó. Rồi chạy vô tôi vô. Ra kẹp kẹp. Kẹp con mày bắt nó ra chứ. Mà chưa cái. Cái rồi. Cái hả? Ấy ngay đó còn rụng hai cái cành. Má mấy còn cái sơn chùa vô áo còn có chịu quá. Lấy đặt nhột nhột. Con cá mình nó cái chung với áo luôn vậy sợ. Ừ, nhúng nước luôn rồi thôi. Giờ quay gì được chưa, đang lên xuồng đi. Xuồng ta đi bắt con lẹ về kiếm ăn mày. Về ăn sớm ngủ sớm mới đi sớm. Ừ. Anh đi bắt đây em quay. Ta đi lẹ lắm mày sao kịp. Đi ghê ghê với mày, chừng nào mới rồi được bác khía mày. Chưa kịp nhìn á, ông. Tư là dân chuyên gia à. Thấy quay nhiêu đủ rồi đó mày, lên xuồng ngồi đây. Đi bắt lẹ đi về đó, ngồi luộc ăn, ngủ ngơi vậy mày. Hả? Đi đi về nè. Đi kiếm đi. Đó, kinh nghiệm là các bạn sẽ nhìn vô trong bờ nha các bạn. Nó thì nằm thường là nằm trước cái cửa hang á các bạn. Bắt không được. Nằm trước cửa hang không à. Kiếm lên con cua hả về chứ. Có chị. Cua hồi kiếm ngốc. Cua vuông thì bao la. Ủa cái vuông này nuôi cua hả anh Tư? Con gì? Đá sơn nha. Đá nó bụng tả. Tôm hả? Nó đi bò nó có khí vô. Đấy, nó quá rồi. Nó chụp lên lên con. Thì từ nãy giờ mình đã giới thiệu cho các bạn cái cách mà đi bắt con ba khía ở đất mũi nha các bạn. Thì các bạn nếu mà thấy cái video mình hay thì các bạn hãy like và nhớ subscribe kênh mình nha các bạn. Rồi, hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo nha. Mình sẽ khám phá nhiều cái điểm ở dưới cái vùng đất mũi Cà Mau này nha các bạn.